Kỷ lục cá nhân mới tạo động lực cho Nguyễn Thị Oanh Việc tạo lập thông số thành tích mới trên đường chạy 1.500m giúp Nguyễn Thị Oanh thêm tự tin hướng tới đấu trường quan trọng nhất năm 2023 là ASEAN vào tháng 9 tới. Chân chạy số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã sớm kết thúc giải vô địch thế giới khi dừng chân vòng loại 1.500m. Đây là kết quả được dự báo từ trước bởi khoảng cách chênh lệch lớn giữa Oanh với các đối thủ mạnh thế giới. Kết quả chung cuộc, Oanh xếp thứ 51 trên 56 vận động viên tham gia tranh tài. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm là thông số thành tích mà Oanh đạt được. Thật ấn tượng khi Oanh về đích sau 4 phút 12 giây 28, thành tích tốt nhất sự nghiệp của cô ở nội dung 1.500m. Thông số này tốt hơn huy chương vàng SEA Games 2023 tới 4 giây và hơn tới 6 giây so với kết quả giải vô địch châu Á hồi tháng 7. Việc phá kỷ lục cá nhân trong lần đầu dự giải thế giới giúp Oanh cười bỏ áp lực, hoài nghi và tự tin hướng tới giải đấu quan trọng nhất năm là ASEAN tại Trung Quốc vào tháng 9 tới. Tại ASEAN 2018, oanh về đích thứ tư nội dung này với thành tích 4 phút 15 giây 49, xếp sau người giành huy chương đồng là Chicha, Ấn Độ, 4 phút 12 giây 56. Nếu dùng thành tích của Chicha làm tham chiếu, oanh có cơ hội tranh chấp huy chương 1.500m tại Asia tới. Cũng ở giải đấu này, oanh từng giành huy chương đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là nội dung thế mạnh số 1 của oanh, xếp trên 1.500m. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế cùng điểm rơi phong độ, ban huấn luyện sẽ giúp oanh lựa chọn bung sức cho nội dung nào tại Asia tới. Mục tiêu của Oanh cũng như Điền Kinh Việt Nam không ngoài đổi màu tấm huy chương đồng cách đây 5 năm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.